Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với thành phố Đà Lạt tổ chức hội thi làm lồng đèn Trung thu và hội thi múa lân sư rồng thành phố Đà Lạt lần thứ 5. Hội thi làm lồng đèn đỏ có 25 đội và hội thi múa lân sư rồng có 12 đội tham gia đến từ 16 phường xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Với sự khéo léo sáng tạo, các đội thi đã thể hiện năng khiếu của mình thông qua những chiếc lồng đèn Trung thu truyền thống đầy màu sắc, mang đậm âm hưởng của văn hóa dân gian, cũng như những màn múa lân sôi động đặc sắc. Thông qua hội thi nhằm tạo điều kiện để các câu lạc bộ múa lân, các em có đam mê làm lồng đèn truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Lạt được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tự trải nghiệm mình trong đoàn viên thanh niên của thành phố, đồng thời tiếp tục phát huy loại hình sinh hoạt dân gian truyền thống đặc sắc, góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc vào dịp Tết Trung thu hàng năm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội có sản phẩm lồng đèn đẹp nhất và những màn múa lân sư rồng đặc sắc.